Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Hack News số thứ 65. Và hôm nay thì bạn Hằng Kiwi vắng nhà nên là mình sẽ dẫn một mình. Các bạn thấy là xung quanh mình không có ai nên là sẽ không bị đem đi so sánh với cái người đẹp kia nữa. Và như vậy thì mùa hè cũng sắp đến rồi. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng chào đón một mùa hè cực kỳ sôi động với hàng loạt tin nóng hổi mà Hack Channel muốn gửi đến cho tất cả các bạn. Đầu tiên thì một thông tin rất là thú vị đến từ Coolpad. Thì mới đây Coolpad đã chính thức cho ra mắt chiếc smartphone tiếp theo của mình, được mang tên là Cool Duo. Chiếc smartphone này thì gây ấn tượng một cái thiết kế là kim loại cao cấp, đi kèm với đó thì pin cực kỳ trâu. Và điểm đặc biệt nhất trên chiếc smartphone này phải kể đến đó chính là phần camera kép ở phía sau. Và ở Việt Nam thì mình thấy là chiếc máy này do Ngô Kiến Huy làm gương mặt đại diện. Và mình thấy thì đây cũng là một cái tên tuổi rất là quen thuộc trong làng giải trí trong nước. Thiết bị có thiết kế cân đối và hài hòa, được chế tác hoàn toàn nguyên khối từ vật liệu aluminum siêu bền. Màn hình của thiết bị cũng được thiết kế với phần viền rất mỏng, chiếm 77% diện tích mặt trước, với tấm nền IPS 5.5 inch cùng với độ phân giải Full HD. Một trong những điểm nhấn của thiết bị chính là cụm camera kép ở mặt lưng. Camera sau của máy thì sẽ có độ phân giải là 13 megapixel với khẩu độ f2.0, sử dụng cảm biến kép của Sony. Trong đó có một cảm biến đơn sắc giúp chụp ảnh đen trắng và một cảm biến màu chụp ảnh bình thường. Camera selfie của máy thì sẽ có độ phân giải là 8 megapixel với khẩu độ f2.2. Về cấu hình thì Cool Duo được trang bị chip 8 nhân Snapdragon 625, có dung lượng RAM là 3GB, chip đồ họa Adreno 510. Bên cạnh đó thì Cool Duo cũng sẽ sở hữu cảm biến vân tay siêu nhạy, có khả năng mở khóa thiết bị chỉ trong 0.15 giây. Máy còn tích hợp cổng USB Type-C hỗ trợ sạc nhanh quyết chạc 2.0. Thiết bị được cài sẵn hệ điều hành Android 6.0 Marshmallow. Cuối cùng thì thiết bị sẽ có thời lượng pin khá ấn tượng với dung lượng là 4060mAh. Coolpad Duo đã chính thức được bán ra từ ngày 3 tháng 5 với mức giá là 5,49 triệu với phiên bản màu gold. Rõ ràng như các bạn đã thấy thì gần đây Samsung đã làm mưa làm gió ở trong giới công nghệ. Và hôm nay lại có thêm một thông tin mới nữa của Samsung, đó là chiếc Galaxy J7 2017. Và càng gần ngày ra mắt thì chiếc điện thoại này càng có nhiều thông tin được rò rỉ. Mới đây thì Samsung Galaxy J7 2017 đã được phát hiện là đang có mặt trên GFX Band. Và nhờ đó thì nhiều thông tin cấu hình đã được lộ diện. Các thông số này được chia sẻ bởi Sam Mobile. Theo đó thì Galaxy J7 2017 sẽ sở hữu màn hình 5.5 inch với độ phân giải Full HD. Bên trong máy là vi xử lý 8 nhân Exynos 7870, thấp hơn một chút so với Exynos 7880 trên Galaxy A2017. Galaxy J7 2017 sẽ chạy trên nền tảng Android 7.0, vì vậy nhiều khả năng sẽ có giao diện như trên Galaxy S8. Các chi tiết còn lại của máy bao gồm RAM 3GB, ROM 16GB, camera trước sau đều là 12 megapixel. Dự kiến thì Galaxy J7 2017 sẽ có thiết kế với khung vỏ bằng kim loại, mặt trước sở hữu nút home vật lý và tích hợp cảm biến vân tay bên trong. Samsung thì hiện vẫn chưa chính thức xác nhận thông tin nào, cùng kiên nhẫn thêm nhé. Tiếp theo là một thông tin vui dành cho iFan, đó là mới đây thì một tài khoản trên trang mạng xã hội Weibo đã đăng tải một hình ảnh rất là thật của iPhone 8. Và theo mình thấy thì với cái tấm ảnh này thì camera kép thì được đặt theo chiều dọc, rất là giống với những thông tin trước đó. Hình ảnh dưới đây cho chúng ta thấy bề ngoài điện thoại vẫn là khung nhôm nguyên khối cao cấp, đèn flash đặt giữa hai camera và các cạnh của máy sẽ được bao tròn. Một điều kỳ lạ là cảm biến vân tay sẽ không được tích hợp ở mặt sau như những thông tin trước đây cung cấp, và các thông tin đáng tin cậy gần đây cho rằng nút home tròn cổ điển sẽ bị loại bỏ. Đây chỉ là hình ảnh một nửa mặt lưng của iPhone 8. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin xác thực nào về bức ảnh này. Hơn nữa, các báo cáo gần đây cho biết Apple vẫn chưa quyết định sử dụng mẫu thiết kế nào cho iPhone 8. Thông tin cũng cho biết thêm, hình ảnh này được chụp từ Jin, nhân viên chăm sóc khách hàng từ một cửa hàng được Apple ủy quyền tại Thượng Hải. Đã có báo cáo về doanh số quý 2 năm 2017 của iPhone bị sụt giảm nhiều hơn so với kỳ vọng. Cuộc chiến giữa Apple và các đối thủ khác đang diễn ra khá khốc liệt. Liệu đây có phải là bản thiết kế mà họ muốn áp dụng cho iPhone 8? Chúng ta cùng chờ đợi trong thời gian tới. Chị em của Vivo và Oppo, đó chính là hãng OnePlus, vừa chính thức xác nhận rằng trong mùa hè sôi động này họ sẽ cho ra mắt OnePlus 5 là bản kế nhiệm của OnePlus 3 và 3T. Tại sao là số 5 mà không phải là số 4? 1, 2, 3, 5 bạn có đánh rơi gì nào không khi mà số 4 không có? Chắc chắn là cũng có nhiều bạn đang thắc mắc giống như Trọng đúng không nào? Và thông tin thì sẽ được giải đáp ngay thôi. Đó chính là theo quan niệm của Trung Quốc, số 4 là một con số không may mắn. À, đơn giản vậy thôi, lên thẳng từ số 3 là số 5 luôn. Đúng rồi, và không có đánh... chắc là có đánh rơi nhịp nào đó. Đánh rơi một nhịp. Và thông tin về chiếc OnePlus 5 thì chỉ dừng lại ở đó. Cho đến nay thì hãng vẫn chưa có thêm xác nhận nào về thông số cấu hình. Nhắc tới đây mới nhớ thì hình như là Kiwi có nhắn tin cho mình là nói là hôm nay bận đột xuất, không có dẫn được, mà tại sao nãy giờ xuất hiện đây và cóp luôn hai cái tin của tôi? Tại sao? Giải thích đi chứ.
thật ra thì mình cũng khá là bận thiệt nhưng mà mình nghe bạn nhắc nên là mình cảm thấy là hắc xì rất là nhiều, và đồng thời là mình rất là muốn được gặp lại các bạn thông qua hắc niu. Tại sao lại không muốn lên sóng để gặp các bạn nhỉ? Thật đây thấy là rất là cảm động không, nên là các bạn thấy thích và cũng như là thấy thương Kiwi thể like, share và cũng như là đặc biệt subscribe kênh YouTube của Hắc Channel. Và các bạn thân mến, thông tin vừa rồi cũng chính là thông tin cuối cùng của hắc niu số thứ 65 của tuần này. Cảm ơn tất cả các bạn đã đón xem. Xin chào và hẹn gặp lại. Nhà bán lẻ các sản phẩm của Trung Quốc đăng tải thông số kỹ thuật và giá bán lẻ của OnePlus 5 là 449 đô, khoảng hơn 10 triệu đồng. Về cấu hình thì nhà bán lẻ này cho biết OnePlus 5 sẽ sở hữu màn hình 5.5 inch với độ phân giải 2K, chạy chip Snapdragon 835 kết hợp với bộ nhớ RAM 6GB. OnePlus 5 sẽ hỗ trợ thẻ nhớ rời chuẩn UFS 2.1 có dung lượng là 64 hoặc là 128GB. Điện thoại này sẽ có camera kép 12MP ở mặt sau và 8MP ở mặt trước. Viên pin có dung lượng là 3600mAh cùng với công nghệ sạc Dash Charge 2.0, nên tốc độ sạc pin của thiết bị này sẽ nhanh hơn cả OnePlus 3T. Hiện tại thì vẫn chưa có thông tin chính thức về thời gian lên kệ của OnePlus 5. Ngoài thông tin từ nhà bán lẻ Oppo Max, sản phẩm này sẽ được phân phối vào tháng 6 tới.